Cái gì? Chú ba. Chú ba đặt 11 ly luôn hả chú ba? Trời ơi, cảm ơn chú ba rất là nhiều nha. Yêu chú ba. Ai nữa? Chị Trần Thi Thanh Thảo đặt 20 ly cho ekip Anh Đâu Đen. Cảm ơn chị đã ủng hộ kênh tụi em nha. Chị nhớ follow kênh tụi em nha chị yêu. Kênh này like coi bộ ổn nè, vui. Kênh này chắc khó bị hack lắm. Trời ơi, tôi nói thật với các bạn luôn á, tôi là tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin ra. Nói chung là tôi quen được mấy anh hacker là mũ trắng mũ đen thì tôi quen hết. Thì chứ ba cái hacker sòn sòn làm gì gỡ được cái kênh tôi. Tôi chắc nó không hack được cái kênh tao. Tao cởi đồ tao chạy 10 vòng ngoài đường như mày coi. Ôi mạnh miệng quá. Nhớ nha, trên có trời dưới có đất nè. Trong điện thoại là có mấy bạn, kế bên là có em nha. Tiếp. Rồi còn có ai đặt hẹn? Ủa số sập ơi. Mày làm tắt lại mày. Sập rồi nè. Ủa gì nè? Số sập ơi. Sao kìa? Rồi kiểm tra lại coi. Có khi nào tụi nó làm lẹ dữ vậy không ta? Cái gì? Tài khoản của bạn đã được đăng nhập ở một nơi khác. Từ từ, kiểm tra mail. Nè, mail của bạn đã bị thay đổi mật khẩu. Rồi xong luôn. Ủa không lẽ lẹ dữ chạy. Ông hay lắm, ông mạnh miệng lắm. Ông mạnh miệng dữ lắm, đó tụi nó làm thiệt rồi đó. Mày khỏi lo. Tao đi nói với mấy đứa bạn tao là một cái một. Khoan đã. Cởi đồ ra chạy 10 vòng cơ. Tao đáo đồ mày, mày ham nhìn tao. Mẹ đi, chạy cởi đồ ra chạy 10 vòng em quay tiếp để coi. Cởi đồ ra. Trời, không biết lấy lại được cái nick chưa trời. Sao rồi? Sao chăng gì? Tụi nó kêu đợi mấy ngày đi. Mấy ngày là mấy ngày. Ai mà biết, mày làm như sao của tao có làm nó làm bộ. Đó cũng ông không á. Trời ơi, bố cái miệng lên chi. Thách thức tụi nó làm cái gì? Ông còn ếch chết lỗ miệng là ông bây giờ hay rồi đó. Bây giờ không buôn bán được một ngày thất thu mấy triệu bạc á. Chơi gì cũng dở, chơi ngu là giỏi. Nè, nói chuyện nào ngoan mày, tao anh mày nha. Ngồi sao? Ông anh tôi mà ông báo tôi không à, chứ ông làm được gì? Mày làm như mày không báo rồi. Mày làm như là tao biết tụi nó hay sao á. Ai biết tụi nó giỏi chứ vậy? Thấy không? Rõ ràng người ta nói có cái câu là núi này cao cũng núi kia cao hơn. Ông có tự tin như bản thân mình tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin. Trời ơi, bây giờ hả, công nghệ thông tin tụi nó đầy ra trên đó, toàn là siêu đẳng không. Nói mày hay lắm hả? Hello, anh em rất ổn đúng không? Đúng rồi, ai chả. Trời, mất nick có vui không mày? Ê, là mày làm hả? Là mày hacker anh em tụi tao đúng không? Trời, cũng tại cái miệng anh mày nó thách tao. Ê, bây giờ mày có định trả lại không mày? Mày định ra làm gì? Trời, đơn giản thôi, bọn mày livestream bán hàng được nhiều tiền quá mà. Chuyển cho tao 100 triệu đi. Mày điên à? Làm gì chuyển với mày 100 triệu mày ăn cướp hay gì? Đúng rồi, tao ăn cướp đó. Tao cảnh cáo ông bay nha, nếu mà không chuyển tiền cho tao hả, thì cái trang bán cà phê nè, cái trang cá nhân của ông bay tao thách hết. Mày hát hộ bố mày cái, mày hát hộ bố mày cái. Ôi. Thôi, một mày thách tao đó nha. Mày, ê, alo. Mày hay quá à. Mày nói chuyện với nó từ từ thôi, để coi nó còn trả cái tài khoản lại. Từ từ cái gì mà từ từ? Bây giờ nó ép mình vô đường cùng như vậy, nó chơi trên đầu cha mình vậy rồi sao mà từ từ được. Ồ, anh có nghe cái câu là con xuân xe lắm phải quành, con chó. Nó bán một cái miệng này, cúng cái miệng mày kêu nói chuyện nhẹ nhàng với người ta giờ mày vậy á. Anh muốn đôi tay em đặt ái ngay đó. Để muốn sau khi đêm nay trôi qua. Mặt em dính gì không vậy? Không, mặt tao làm sao? Dính nước hột rồi của anh nè. Mà cái này bẩm sinh mà ai không biết, tiện nhìn dữ à. Quyết. Ê, bỏ điện thoại xuống. Quyết coi này, hỏi cái ơi. Qua đây. Qua đây. Nhanh đi. Dạ sao anh? Bộ sáng này hàng anh mặc dính gì hay gì mà mọi người chụp hình quay phim đồ dữ vậy? Ủa, tính anh không biết gì luôn hả? Không. Tự coi trang cá nhân của bản thân mình đi trời. Ê, mày làm chai bao kìa. Ủa, cái gì mà chai bao tú bà vậy quá? Ông đổi nghề thì ông muốn làm chai bao, ông làm mình tiền kéo tôi vô vậy cha. Đó, còn đầu mày giờ ai kéo mày, tao cũng làm mấy cái này đâu. Anh ơi, hôm nay người quen thì mình có giảm giá không anh? Mày muốn ăn lắm đúng không? Tao lộn mày ăn muốn ăn anh em tao thèm lắm rồi đúng không? Rồi, được rồi, dạ em cảm ơn. Mày muốn ăn anh em tao lắm đúng không? Lô. Sao? Thấy hình trên trang cá nhân chưa anh trai? Vui không? Ê, là mày nữa đúng không? Ê, mày bớt chơi mất dạy nha, mày coi chừng tao đó. Trời ơi, tao sợ quá à. Bộ mày tính rút dây mạng mà qua mày kiếm tao hay gì? Ê mày, thì nào mày mới ngưng mấy cái chuyện này mày? Tao nói rồi, 100 triệu. Giờ đưa trước nữa được không? Đưa trước nữa đi rồi từ từ tính tiếp. Ok, sớm là vậy có phải ngoan hơn không? Chó. Ê, sao tắt máy rồi mới chửi? Hồi nãy không chửi luôn, hèn vậy. Chửi nãy nó chửi sao? Trời ơi. Ê, mới chuyện cái số còn lại nha.
Ok, đã nhận. Từ nay tao với mày không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tiền về, tiền về. Anh Ken, anh bị bắt vì hành vi tống tiền, tấn công an ninh mạng. Mấy người là ai vậy? Mày tưởng mày núp sau màn hình, mày bấm bấm gõ gõ bàn phím như vậy, người ta không biết mày là ai sao? Xin lỗi mày, nghiệp vụ công an nước mình hơi bị ghê đó. Đúng anh, thằng thằng. Sao mấy người biết địa chỉ nhà tôi? Mày biết sao tôi chuyển tiền mà hai đợt? Hả? Tao làm như vậy để câu thời gian cho mấy anh đây điều tra. Mày đừng có nghĩ mày có thủ đoạn mà người ta không có thủ đoạn nha. Đúng rồi. Mà tôi lấy số tài khoản của người khác mà. Nhận tài khoản khác cũng vậy thôi. Mày đã cầm tiền trên tay rồi, không có nói nhiều, lên Phương. Ê khoan anh, khoan cho em hỏi nó một cái. Ê, mỗi lần hacker tụi bay làm việc là tụi bay phải tắt đèn. Sao mà có một cánh đèn lé ló rọi vô mặt rồi chùm nón này chi vậy? Đạo diễn biểu. Quái mốt cho đạo diễn bật đèn lên xong mặc áo ba lỗ được không, có sáng sủa. Ê, mày làm trai bao kìa. Ủa cái gì mà trai bao tú bà vậy quái? Ông đổi nghề thì ông muốn làm trai bao, ông làm mình tiện kéo tôi vô vậy cha. Bá đồng mày, vừa ai kiếm thì tao cũng làm mấy cái này đâu.